Xin chào toàn thể các bác và anh em của Liềm Đam Mê Thích Đánh Chim Đêm trên toàn cả nước nhé. Hiện tại bây giờ đang là cuối tháng riêng rồi đấy, bắt đầu anh em chúng tôi là xuống lưới để đánh vạc và bắt đầu đang chuyển đồng đấy, di cư từ phía Nam về từ phía Bắc các bạn đấy. Bãi đây, bãi này thì vụ tháng 8 vừa rồi đánh sâm mới đánh vạc được rất là nhiều. Còn đây là lưới tàng hình đánh vạc đấy. Đối với anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng lưới đánh vạc thì anh em tham khảo đặt hàng liên hệ em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Ở bên cơ sở em là bán lưới đánh vạc và tất cả các mẫu lưới đánh chim đêm. Đấy, còn đánh vạc thì bắt buộc hoặc là đánh con chim di cư ban đêm bắt buộc là phải có nước anh em. Đấy thì mặt nước đây. Nước thì các bác đắp sệt sệt như thế này. Đấy, và mô hình thì chuẩn bị thả vạc giả. Đấy, vạc giả và vạc thật. Đấy, khi con vạc nó trao về trao đi thì nó sẽ bị dính. Còn khoang cách khoang thì anh em đánh là 6 mét một khoang nhé. Đấy, ví dụ chạy bờ này. Đấy, 6, đấy, cách đếm 6 mét một khoang anh em chạy thì kiểu như đánh rẽ run thì về nó sẽ bắt nó hiệu quả hơn. Còn quay tổng quan cho các bác xem về cái bãi vạc đây. Đấy, bãi của nó đây. Bãi này thì nói chung là đánh con chim gì nó cũng rất là đọng, bởi vì ở khu vực bên trên đây là một cái bãi bồi đấy, của rè sông. Còn về dưới đây thì đây là cái ruộng, gọi là chỗ này nó được tầm mẫu ruộng lúa trũng này. Đấy, đâm ra đánh nó hiệu quả lắm. Đấy, thả cá bên dưới sau cho vạc mồi nó ăn. Đấy, bắt đầu là về là triển khai là mang vạc mồi ra. Đấy, bây giờ bắt đầu chiều tối thì bắt đầu căng, ngày hôm nay căng xong hết rồi. Đấy, mùa này thì chim nó sẽ đi từ hướng Nam về hướng Bắc, thì khu vực bên trên đây là hướng Nam này các bác này. Đấy, còn mùa tháng 8 thì nó đi qua khe này về. Đấy, hướng Bắc, hướng Đông Bắc. Lưới đánh vạc này là mắt 12 nha anh em nhé. Sợi lưới là sợi 20. Hàng chống chạy mặt, đánh rất là ok. Còn tất cả những cái mẫu loa đánh chim đêm thì nhà em đều có nhé. Thì anh em tham khảo thì vào cái số điện thoại kết bạn Zalo đây. Em gửi mẫu cho. Còn vạc này thì anh em cứ đánh nhé. Ví dụ có kinh tế thì đánh đôi toa đôi chép, hai con âm ly là hợp lý. Đấy, bãi này vừa mới bừa xong để cấy này. Đấy, bừa cấy. Nói chung là còn một cánh nữa dựa vào rễ cây kia. Đấy, nó xuống nó không ăn được thì thường thường nó sẽ trao về cây. Còn về phía bên đây thì ok hết rồi, chuẩn bị chu đáo hết rồi để tối nay đón trận đầu anh ạ. Thì các bác nào lên lưới đánh vạc rồi thì bình luận ở dưới video em đăng tải lên nhé, xem tình hình các bác thế nào. Đấy, chỗ loa là cũng bắt để ok, ngon lành cành đào hết rồi. Tổng quan bãi vạc cho các bác xem này. Cực kỳ là đẹp. Đấy, bãi của nó đây. Ok các bạn. Để bác nào xem được video thì đăng ký ủng hộ kênh nhé. Để đón xem những cái video tiếp theo về bẫy con vạc di cư. Bây giờ chào các bác nhé.